Hello anh em, đang quay trở lại kênh YouTube của Dũng miền Tây Tư Biên anh em. Bữa nay mình sẽ ra đồng làm cái clip máy cắt lúa anh em. Anh đã bắt được con chuột anh em. Mình nãy giờ mình đi trễ anh em ơi. Anh em đã cắt cũng muốn hết rồi đó anh em. Con 95 luôn anh em ơi, hai con luôn. Con 70, con 95 luôn anh em ơi. Trải nghiệm cái đồng thật là vui, thật là thú vị. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Nãy giờ mình đi hơi trễ anh em ơi, mình tìm cái máy cắt cực quá anh em, chắc này mới gặp. Bà con ra đồng bắt chuột anh em ơi, quá dữ luôn. Chuột chạy anh em ơi. Chụp cho anh em ơi. Lụm nó. Dữ lắm anh em ơi, quá khủng anh em ơi, chuột quá chuột rồi anh em. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Bữa nay mình đi tìm máy cắt quá lâu luôn mới gặp anh em, mà lại đây thì nó cũng đã gần dòng cuối anh em. Còn con bên kia cũng đang cắt rồi đó anh em. Mình lặn lội tìm những cái video hay để gửi đến cho anh em đó anh em. Đó, chuột chạy anh em ơi. Mình đến đây thì đã trễ rồi. Thật là hối tiếc luôn anh em, thật là rất là tiếc luôn anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Bà con ra đồng bắt chuột đó anh em. Mình đến đây thì nó đã muộn quá, đã trễ rồi anh em. Mình đi tìm nãy giờ luôn mới gặp. Chuột chạy anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi. Quá chuột luôn anh em. Khủng luôn, chuột khủng luôn. Anh đó anh còn đang chụp anh em ơi. Mình sẽ làm video thật là hay, thật là thú vị gửi đến cho anh em nha anh em. Qua màn ảnh nhỏ anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi, con 70 đang đi lên đó anh em. Còn bên kia mà con 95 đang cũng đi lên nữa anh em ơi. Quá dữ chuột luôn anh em ơi, nó đập đầu luôn. Mình đến đây đã trễ anh em. Quá dữ chuột luôn. Anh đó anh đuổi ra anh ơi. Chuột chạy anh em ơi. Quá dữ chuột luôn. Kéo đang gom lúa đó anh em. Còn đây con 90 đang cắt bên đây nè anh em. Còn con 70 đang cắt lên đó anh em. Bà con ra đồng bắt chuột anh em ơi. Quá là hấp dẫn luôn anh em ơi. Ok luôn anh em. Con 70 đang chạy lên đó anh em. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Bà con ra đồng bắt chuột luôn anh em. Mình đến đây hơi trễ anh em ơi. Mình đến đây hơi trễ rồi, máy cắt cũng còn mấy vòng cuối. Còn con 90 kia nó trễ cái làm đôi đó anh em. Bây giờ con 70 đang hoạt động bên đây, còn 90 đang bên kia anh em ơi. Quá dữ chuột luôn anh em. Chụp kìa anh em ơi. Chụp đó, chụp bạc bạc luôn anh em ơi. Chụp mỗi phát mỗi trúng luôn anh em. Chụp là bách phát bách trúng luôn anh em ơi. Quá dữ chuột luôn. Anh chạy nữa kìa. Còn con xe kéo đang đi gom lúa đó anh em. Chị đó chị chụp luôn rồi, dính không đây. Nó chạy mất mẹ rồi. Con 70 đang đi xuống đó anh em. Mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em xem máy nó đang xuống đó anh em. Quá khủng chuột luôn anh em ơi. Quá dữ. Con 70 đang đi xuống anh em, bà con đá gom hay sao bắt chuột rồi anh em. Quá dữ chuột anh em ơi. Quá dữ anh em ơi.
Đó, nó chạy lên nữa kìa. Quá khủng chuột luôn. Siêu khủng luôn anh em ơi. Quá dữ anh em ơi anh em. Dữ lắm chuột luôn anh em ơi. Đó, kìa bà con ra đồng bắt chuột kìa anh em. Ok luôn anh em ơi. Còn con xe kéo đang nó đang đi bắt chuột luôn anh em ơi. Còn bỏ có thằng sao dục. Mấy bạn dục lúa cũng đi bắt chuột luôn anh em ơi. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Nó chụp bạc bạc anh em ơi. Chụp như thủ môn vậy anh em. Nó chuột chạy anh em ơi, chuột chạy anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi. Đó chuột kìa anh em ơi. Đó chụp. Đó. Quá dữ luôn. Đó mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em qua ra đồng bắt chuột anh em. Máy cắt lúa đó nè và chuột chạy ra đó nè. Quá dữ luôn anh em ơi. Chuột kìa anh em. À, còn con xe kéo ở đó đứng ngồi đó luôn đi anh em ơi. Mấy bạn dục lúa nó đi bắt chuột hết rồi. Còn có mình anh tài xế ngồi đó luôn à. À quá dữ luôn anh em ơi. Quá chuột luôn. Nó chuột chạy anh em ơi. Kìa đó nên chụp kìa, anh áo xanh đội nón xanh chụp luôn kìa anh em. À, đó này đang chạy xuống kìa, đó đó chờ cầm được con chuột luôn anh em. Ồ, quá dữ luôn anh em ơi. Đó này anh chụp được hai. Đó đó anh chụp được kìa, hai anh đang khơm, ba anh đang khơm chụp bắt chuột luôn anh em. Đó, wow, anh dính được con luôn anh em ơi. Đó, lụm kìa, chuột lụm kìa. Chuột lụm như lụm phai vậy anh em ơi. Quá dữ chuột luôn anh em. Đó, có chuột luôn anh em ơi. Kìa đó chụp bắt 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 bắt. Bắt bắt luôn anh em ơi. Chụp chuột kìa anh em. Đó, bà con ra đồng bắt chuột đó anh em đó. Có mấy người bạn không em mình bắt nữa đó anh em. Ồ anh đó anh cầm một tay luôn kìa anh em ơi. Nó lụm. Bắt bắt luôn. Ồ đó. Đó chụp chạy anh em ơi. Quá hấp dẫn anh em ơi. Khúc này là khúc hấp dẫn nha anh em. Khúc này là ok anh em ơi. Tuyệt vời tuyệt vời. Đó lụm lụm. Đó bạn không ăn mình đập được bắt đường con nữa anh em. Bỏ con vỏ đó đó. Wow wow con chuột khổng lồ luôn anh em ơi. Chà bó lửa con chuột luôn. Đập có 2-3 cái mà nó không chịu chết. Đập 4-5 cái nó mới chết anh em. Quá dữ anh em ơi. Đó mà anh đang đi từ đang đi xuống đó nè. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Đó còn bên kia con 95 với con 70 mà bệnh nó cắt đó anh em. Đó còn có mấy vòng nữa cuối rồi anh em ơi. Đó quá dữ luôn anh em. Quá khủng luôn chuột, quá khủng luôn anh em ơi. Quá chuột luôn. Trải nghiệm ra đồng thật là thú vị, thật là vui anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó, hồi nãy giờ mình đi tìm máy cắt nhưng mà đến đây thì nó cũng đã còn gần cuối đó anh em. Còn những là cái đoạn hấp dẫn không anh em ơi. Đó người ta chạy qua bên kia ta bắt rồi, mình sẽ qua bên kia mình quay cho anh em xem nha. Cắt nó đang đi lên đó anh em. Cánh cái này cũng như cánh bườm với anh em ơi. Đó mình mới vừa chạy qua đây quay cái đoạn bên này cho anh em xem qua màn ảnh nhỏ nè. Mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em. Đó bà con ra đồng bắt chuột luôn anh em. Hai con nó đang hoạt động một miếng luôn anh em. Đó quá dữ chuột anh em ơi. Ok luôn anh em ơi. Sáng tới giờ mình chạy cực khổ mới tìm được cái máy cắt thì nó cũng gần cuối anh em. Đó, mình sẽ làm những cái video thật hay nhất, thật thú vị nhất
gửi đến anh em qua màn ảnh nhỏ. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Chữ đăng ký nằm bên góc bên phải của mình đó anh em. Anh em nhấp vào cái chuông đó anh em là giúp mình để mình làm mình có động lực làm những cái video hay hơn nữa anh em, và hấp dẫn hơn nữa để gửi đến anh em qua màn ảnh nhỏ nha. Đó, quá chột luôn anh em ơi, quá dữ chột rồi. Nó con 70 đang đi xuống đó anh em. Đó, con 95 đang đi lên luôn nha anh em. Cái này miếng đất rồi, nó miếng đất nó xéo anh em ơi, nó hơi bị xéo nè. Đó, lúa còn trắng đồng luôn anh em ơi, lúa vô này quá trúng luôn anh em, quá dữ lúa anh em ơi. Nè lúa anh em, lúa bao nè, dây dây hàng hàng luôn. Còn con xe kéo đang đi gom lúa luôn đó anh em. Ồ, quá dữ luôn nó con. Đó, con 95 đang đi xuống đó anh em. Ồ, quá dữ luôn. Đó, bà con ra đồng bắt chuột nè. Đó, này anh Dược, anh chè chuột, bắt chuột gì đây nè. Quá dữ chuột anh em ơi. Đó, con 70 nó đang cũng quay đầu đi xuống đó anh em. Đó, quá quá dữ chuột luôn anh em ơi. Đang bắt chuột anh em, lúa thảy cuộn cuộn luôn anh em ơi, mùa này lúa trúng lắm anh em. Đó, bắt đầu gần tới về cái buổi dùi đó anh em. Miếng đất xéo anh em. Miếng đất xéo như miếng đất xéo nhà mình với anh em ơi, nó xéo xẹo à. Đó, con 70 ở đây sao đó nè. Đó, chuột chuột chạy anh em ơi. Đó. Đó. Chuột kìa. Ok luôn anh em ơi. Đó. Đó chụp kìa anh em, chụp kìa anh em ơi. Đó, chụp được kìa anh em. Quá hấp dẫn. Đoạn này mới là đoạn hấp dẫn luôn anh em. Thằng bạn mang số 16, đang số 16 đang chạy lúp xúp luôn anh em, đội nón đỏ luôn. Đó, con 70 nó đang lên luôn anh em ơi, quá dữ chuột luôn anh em. Đó, đã gần chạy rồi, chuột chạy anh em ơi. Đó, bắt được con chuột luôn, hay ta. Đó, hai con đi lên, con đi xuống anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi. Trải nghiệm mà bằng ảnh nhỏ anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng Miền Tây TV anh em ơi, mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, chuột có đang xuống anh em ơi. Đang đùa xuống à. Đó, anh nói là sao chụp luôn. Ồ, quá dữ chuột anh em, quá dữ anh em ơi, quá khủng luôn anh em. Lúa thảy cuộn cuộn luôn anh em ơi. Đó, chụp anh em ơi. Bắt bắt anh em ơi. Đó kìa anh sao đá gom chụp luôn nè anh em. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Đó. Còn con xe kéo đang ở trên đó anh em. Đó bà con ra đồng bắt chuột anh em ơi, quá khủng chuột luôn anh em. Đó. Pha này là pha hấp dẫn nha anh em ơi. Quá là hấp dẫn luôn anh em. Chuột kìa anh em, đó dập chín luôn anh em ơi, quá khủng chuột anh em ơi. Đó, ok anh em. Đó, bà con ra đồng bắt chuột quá dữ anh em ơi, quá là nhiều chuột anh em ơi. Đó, anh đó anh bắt được con kìa anh em. Đó, anh đang chụp luôn kìa. Anh mang số 16 đội nón đỏ chụp nãy giờ một bị luôn nha anh em. Cái áo thun anh có cái số rồi sao anh em. Quá dữ luôn. Đó, còn con 95 đang đi xuống đó nè. Đó, chuột chạy lụm bắt. Bắt. Rồi chạy luôn rồi. Rồi rồi chạy nữa rồi. Rồi rồi. Rồi. Anh đó anh dính không đây. Wow, dính luôn anh em ơi. Đập nghe cọc cọc luôn anh em. Đó, chụp nữa anh em ơi. Quá đã anh em ơi anh em. Quá khủng luôn. Chuột. Hả? Được like chưa? Gần gần. Đó, chạy lên đó anh em ơi.
Ok anh em ơi, còn con xe kéo đang đi xuống gầm lúa anh em. Đó, ra đồng bắt chuột anh em ơi, quá dữ chuột luôn. Đó, con em này đang đá gom đi lên nè anh em. Đó. Đó, anh đó đang mới vừa đi tới để bắt chuột đó anh em. Quá khủng anh em ơi, kìa chuột kìa anh em. Chuột chạy anh em ơi, chuột chạy anh em ơi. Đó, con xe kéo nó đang gom lúa, còn con này nó đang đi xuống anh em. Quá dữ anh em ơi, chuột quá khủng anh em ơi. Đó. Quá chuột luôn anh em ơi. Wow. Đó, còn gần cuối rồi đó anh em ơi. Nhưng mà chuột quá khủng luôn anh em. Quá dữ đó, con này đang đi lên nó quậy xuống cái nữa là sắp gần hết đó anh em. Mà con bắt chuột quá dữ chuột luôn anh em ơi. Đó, chụp kìa. Tép bật lại con dân miền Tây này chụp chuột độc lắm anh em ơi. Quá siêu sao luôn anh em. Đó, đàn bà chụp cũng được luôn anh em. Đó, anh đó anh chụp nữa kìa. Đó, anh gượt kìa, anh đá gom kìa. Đó. Rồi. Chụp giò luôn. Hay quá anh ấy ơi, anh ấy. Chuột mà anh ấy chụp giò luôn, quá khủng anh luôn rồi anh ơi. Đó. Đó, chuột chạy anh em ơi. Đó, con chạy lên, con chạy xuống đó anh em. Đó, con chạy lên, con chạy xuống anh em ơi. Kìa, anh đó anh xách một bị luôn anh em ơi. Giờ này là giờ hấp dẫn nha anh em, giờ này là giờ giờ rất là hấp dẫn trong cái máy cắt lúa hôm nay nha anh em. Quá dữ luôn anh em ơi, quá chuột luôn anh em ơi. Đó, chuột. Đó, nó chụp nữa kìa. Đó, chụp. Đó, chụp giò luôn, anh đó chụp giò luôn. Đó, anh chụp giò luôn anh em ơi. Quá dữ rồi. Quá chuột rồi anh em ơi, có đó, còn con 70 đang đi xuống anh em. Đó. Quá khủng chuột luôn anh em ơi. Ồ, chuột chạy qua nữa kìa anh em ơi. Đó, chuột chạy ra nữa anh em ơi. Ồ, bật anh em ơi. Quá dữ chuột. Quá dữ chuột anh em ơi. Ồ. Con đi lên, con đi xuống nha anh em. Hai con đi lên lượt luôn anh em ơi. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Lúa còn trắng đồng luôn anh em ơi, còn vàng đồng luôn anh em ơi, lúa bao quá anh em. Lúa bao còn bỏ dọc luôn. Đó nó chuột chạy anh em ơi. Quá dữ anh em ơi. Đó, hai con đi lên luôn một lượt luôn anh em. Đó, bà con đó chụp kìa anh em ơi. Quá chụp luôn anh em. À. À, còn cũng gần hết rồi đó anh em. Còn cũng gần hết rồi anh em ơi. Đó, con xe kéo đang gom lúa luôn anh em. Đó, quá dữ chuột của con em ơi. Ngoài sao ta còn đá gom kìa anh em. Đó. Anh em trách nhiệm một bạn anh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Sáng giờ mình mới đi tìm được cái máy cắt mà nó cũng cắt gần hết luôn anh em ơi. Đó.
Giờ mình xin tạm dừng video đây nha anh em. Anh em có thương mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn video tiếp theo nha anh em.